Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình là Trần Phước Đại. Thì hôm nay mình sẽ làm món cá lóc nướng cuốn bánh tráng. Thì trước mắt các bạn là hai con cá lóc tầm khoảng gần 3 kg. Đây là của cậu mình câu được. Đây là các bạn, nó còn sống nhăn, nó còn tươi rõ. Ok, bây giờ chúng ta đem đi mần và nướng nó thôi. Bạn ơi, trời ơi, nó thơm phức luôn nè. Ồ. Mà cái đầu nó còn chưa chín xíu, để mình cho nó chín xíu nữa là ăn được rồi. Wow, thơm quá. Các bạn, giờ mình tách nó ra, xong cái mình rưới mỡ hành với đậu phộng lên. Nhìn nữa các bạn. Wow, thơm phức luôn. Các bạn, cho mỡ hành lên. Đó, hấp dẫn chưa? Ôi. Nhưng mà nó muốn tươm nước miếng nè. Tiếng nước bọt hoạt động liên tục luôn. Đó. Ok, bây giờ chúng ta ăn thôi. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình là Trần Phước Đại. Em là Linh. Thì hôm nay anh em mình sẽ ăn cái món là cá lóc nướng và kèm với chả giò. Tại vì chả giò là mình đạo cho nên mình kèm theo. Thật sự là để ăn chỉ với cá lóc thôi. Cuốn bánh tráng, bún và rau sống. Ok, bây giờ mời tất cả các bạn cùng anh em mình ăn nha. Ơi. Nhúng cho anh này miếng bánh tráng. Thấy các bạn, nước mắm xuất sắc. Cá thơm phức. Đây. Vô. Có cái đồ này tiện ghê luôn. Xoay. Đó. Ồ. Để mình đây nè các bạn. Cá nè các bạn. Ăn thử một miếng nè. Mời các bạn nha. Ồ. Anh hai đi cho em cái đôi đũa. Ok, từ từ để anh ăn cái. Trời ơi, cái chấm với nước mắm. Cái nước mắm ổng vẫn như vậy nha mọi người. Đầy ớt. Ngon. Bánh tráng nó héo queo rồi nè. Đã quá. Thấy ổng ăn cũng đã thiệt. Thịt nó ngọt, liềm liệm luôn. Anh hai cho em một miếng salad với cà gót, lòng mình. Cà gót, nè, để bên đây luôn đi. Cảm ơn hai. Thank you. Mình đạp, ê, ê trời ơi. Mẹ ơi. Chả giò nó nhảy các bạn, có tôm nó nhảy. Mình đạo chả giò các bạn. Chả giò này thì một tuần mình ăn chắc cầu hơn chục lần. Nói cho quá, 3 lần rồi. Ồ, 3 lần rồi mọi người. Mời các bạn. Mời mọi người. Em để cao cao lên cho mọi người thấy cái nước mắm của em. Nước mắm vừa ăn ha. Cá mà nướng nè các bạn. Ồ, nó bay. Thịt nó ngọt lắm, ăn đã. Xém rồi. Ham ăn quá. Chưa ha. Ngồi ngoài. Ê, gọi rớt đôi đũa em luôn.
lau lại đi, để cho nó ngay ngắn lại. Trưa ha, ngồi ngoài xà mé sông ha bạn, ăn cái món này ha, gió hiu hiu mát không, tao nói nó đã. Ủa, các bạn thấy cái sớ cá không? Vô kẹp miếng bún. Ừ, kẹp vô. Ồ, mình cuốn này, mình cuốn theo kiểu là một một nhát là hết hết cuốn. Ôi này chắc hết không nổi rồi, cái cuốn nó ú nù cũng chen mình luôn. Các bạn chấm vô. Chị Hồng ơi, kêu nó im em chị Hồng. Vô luôn các bạn, đang quay là nó sủa, ngộ ghê luôn vậy. Này gói chèm miếng nước đi. Sao anh đang giờ ăn đi. Hồ mới cuốn này. Muốn trợn trắng nó còn đưa thêm miếng chán nữa. Hơi bỏ béo ẩm. Ớt cao quá. Trời ơi, miếng cá nè. Nó bự chà bá anh ha. Ừ. Đang ăn cụp cái bàn các bạn. Xém nhìn đói. Dịnh lại kịp cái mâm. Xém tí nữa là nguyên cả nhà nhịn đói. Trời sụp sụp nắng rồi, mát rồi, mất ngủ luôn. Cái chén này nó dẻo ngon rồi. Tại sao không? Bữa giờ á, đợi cái đèn mà để mà quay phim á, về lâu quá, đang trong đợt dịch bệnh á, cho nên là mới cứ mượn cái view ở ngoài trời về quay hoài. Mà mượn cái view ở ngoài trời thì chỉ có cái bàn này á, mới là đủ cái độ cao thôi. Mà cái bàn này á, thích thì nó cho hồi, không thích thì nó sập. Xịn, dễ sợ xịn.
như là hận nó thì sống mà trái nó thì chết á. Muốn chuyển mưa hay gì? Giá cho ông trời mưa. Bữa giờ không biết chỗ mấy bạn có mưa không? Chỗ mình cũng hạn. Tội nghiệp mấy người mà làm năm các bạn. Đâu có nước ngọt đâu, tưới cây. Có mừng cái chắc tao mừng lắm luôn á mà. Mưa trễ quá trời. Giờ tháng không? Ở dưới âm lịch mình là mới tháng 3 không? Quá miếng nước này. Tháng 3 các bạn. Mà chưa có mưa. Ơ. Trời ơi, trời, trái bánh cá hương thiệt chứ. Là ông cô ông sẽ phải cố thêm một cái nữa nè. Nhúng mà luôn. Đây em nhúng mới khác cho. Ngon. Ăn này mà tự nhiên uống nước cái nó muốn no ngang. Bởi vì ăn này hạn chế uống nước. Tại có bánh tráng á. Ăn cái nó có nước cái nó nở. Mình chỉ cầu mong cho đợt dịch này qua lẹ lẹ. Đúng mọi người đi thăm về Mỹ Tho ha. Với về quê của đại chơi nữa. Quê đại vui lắm. Đi bắt cá, giăng câu rồi. Bơi xuồng rồi. Trở lại thời trẻ trâu. Trẻ trâu đâu bà. Tuổi trẻ đẹp của người ta mà trâu nè. Trăng trâu. Trẻ trăng trâu. Chèo dưới các bạn. Chèo xuống đi hái cà cà na á. Mà không phải cà na ngâm nha. Về đập dập dập ra. Trộn với muối ớt. Dít miếng đường vô. Ngon cực kỳ. Giờ đang dịch không dám đi đâu. Tự nhiên đời trời đang sáng cái ổng sụp tối xuống này. Cái mình nghĩ có mưa quá. Còn mưa mà vậy. Mưa cho mát. Chứ mà em chưa thấy vẫn mưa là luôn á. Cá là ngon. Ngọt ngay. Chắc do mình nướng. Ngon quá. Hàng chó hàng xóm nó cắn lộm. Trời, giờ mình mong tới cái lúc mình có cái đèn để mình tại đằng phòng kia mình quay cho nó êm ắng.
không phiền hà tới ai mà cũng mai phiền hà tới mình. Chứ giờ đẳng nó hơi tối các bạn ơi. Quay cũng được nhưng mà ánh sáng không có đủ, nó không đẹp. Nước mắm này ngon quá. Ông tự làm, ông tự khen. Cái gì vậy, ăn mấy gì, ăn lại đi. Em thấy nó lừa xương ra. Hơi no rồi. Nên là ăn đồ ăn không. Quá miếng nước rồi. Rồi đây. Hy vọng lát sẽ mưa để cho nó mát. Ok thì rất cảm ơn các bạn đã chịu khó ngồi xem hết video ngày hôm nay của anh em mình. Nếu các bạn thích món ăn này và cũng như thích anh em mình, nhớ để lại một like, share, subscribe cho hai anh em mình. Đúng nha. Rồi, để ủng hộ và cũng như là tiếp thêm động lực cho anh em mình. Và nếu các bạn muốn anh em mình làm món gì hay thử thách gì, cứ để comment bên dưới. Biết đâu comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại. Tạm biệt.